Have much up. Remy Ali, what are you doing? Ladder. Okay. Hello. Ah, this guy. I know this guy. I just contact with him two days ago. This guy from Brazil. Yeah, of course. Zappy Ryan Reshield, Hard Counter Ryan, you know. I miss this guy so many times in the past ladder. Like when you from Vietnam. You from Vietnam? I don't stand.
so much damage. Where Magic Archer? Let's go! You can do it! So many damage! Tornado! We need Tornado right now. Lock? We need Lock? It's Lock? Why no Lock? Come on. I don't, you don't have Lock. Come on. Sorry, I'm wrong. Magic Archer! So many damage. Remy Ellie gets so much damage from Magic Archer, and right now the last push, last firebone. GG, well played. let me check Asuna. No, he's playing up. Okay, good job, Danny Stop. Let's go. Let me push on my iPad. Xuất sang Canada. Hình như cái thị trường Canada là thị trường mà dễ apply nhất khi mà các sản phẩm của. Okay, Famous Kid and Remy Ali. Let's go. Turn on. I'm the queen. I'll turn on the queen. Hey guys, the last I don't understand the last when Archer Queen death, he said cease. What he says? Well, what he say? What did he say? Turn on the queen and I'm the queen. Okay, let me push right now. Nghe rõ không? Hello, nghe rõ không? Nghe rõ mà. Mùa last voice line, yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Mình không nghe là cái diện tử đó là gì. Hello, Dennis Subdeck, hello, professional delay, yeah. That's why I really respect him. The only one he play. Hey, hi, bro. Only one him is playing with us. Hey, Johnny. Mình rất on top top 50. Anh em chơi Glass Mini có thấy hay không? Mình cũng chưa được chơi nhưng mình chả biết được nó là dạng chơi như nào. Mình đang chờ đợi cái game thứ 3 của Supercell hơn là cái game này. Tính chất thật nó cao à? Nó chơi theo thể dạng như nào? Mọi người có thể miêu tả cho mình một chút đi. Tại vì là lâu rồi mình chỉ chơi mỗi game này thôi, và mình cũng không hiểu về những cái chiến thuật game khác, nên là mọi người nếu mà hiểu rõ thì có thể là miêu tả cho mình hiểu hơn một chút. Để nếu mà trong thời gian tới nếu mà mình đào được thì mình có thể chơi. Lớp mọi người là các bạn cũng nghe cái giọng của mình nó hơi bị lạnh ấy. Buổi tối lạnh là nằm ngủ ngoài chăn là thường nó bị khàn khàn ấy. Ôi hai bác, hôm nay không có bóng đá nên là livestream hôm nay hơi, đáng lẽ là hôm nay stream sớm hơn đấy, nên là để mọi người hôm nay chờ lâu một chút đi. Chứ mọi hôm có bóng đá là em hay xem, nhưng hôm nay không có. Là có ít người họ chơi ở đó, cũng mình cũng thấy trên Gravian họ cũng trên Gravian Twitter ấy, mấy cái player Gravian họ cũng hào hứng với game ấy lắm, nhưng mà không biết là game bé nó có chết yểu giống như một vài game khác không. Mà trong quá khứ thì chúng ta đã từng thấy nhiều game của Supercell chết yếu một cách cho nó tức cười. Như là LOL Chess à? Thật ra LOL thì anh không chơi. Anh có mấy người, hầu hết là những người đồng nghiệp của anh đều chơi cái game đấy. Ok. Glass Mini bác ạ. Glass Mini là một trong ba game mà sắp tới là Supercell sẽ phát hành cái bản cuối, bản final.
Subscribe.